Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức bóng đá. Mời các bạn luôn theo dõi tin hay nhất, nhanh nhất và chính xác nhất. Bán kết giải U23 Đông Nam Á giữa U23 Việt Nam và U23 Timor-Leste. Trong số 4 cầu thủ vừa sang Campuchia, có 2 người đá chính là Anh Việt và Nguyên Hoàng. Trận đấu bắt đầu, Timor-Leste là đội giao bóng trước. 4 bộ U23 Việt Nam đang chơi tương đối tự tin. Các cầu thủ sẵn sàng áp sát khi mất bóng. 10 bộ cú đá đầu tiên trong trận thuộc về U23 Việt Nam. Đình Hai là người xoay sở và sút bóng nhưng không gây ra được khó khăn cho thủ môn Juninho Pereira. 13 bộ bảo toàn có tình huống dứt điểm từ quả phạt góc của đồng đội, bóng đi chệch khung thành của Timor-Leste. 17 bộ tốc độ trận đấu đang ở mức chậm. Đây chính là điều mà U23 Việt Nam đang hướng tới. 23 bộ U23 Việt Nam đang thi đấu bình tĩnh để tiếp cận khung thành đối thủ trong khi Timor-Leste chơi khá rối và các hậu vệ thường xử lý lóng ngóng. 30 bộ Paulo Galli tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng các hậu vệ U23 Việt Nam đã can thiệp tốt. 35 bộ pha phối hợp tốt của U23 Việt Nam mở ra cơ hội cho Đình Hai nhưng số 10 đá dứt điểm hơi nhẹ. 38 bộ bảo toàn đá phạt đưa bóng đến thẳng vị trí của thủ môn bên phía U23 Timor-Leste. 45 bộ liên tiếp những cú dứt điểm được U23 Việt Nam đưa ra nhưng đã không thể có bàn thắng. 1 phút là thời gian bù giờ của hiệp 1. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Hiệp 2 bắt đầu. 50 bộ trong những phút đầu hiệp 2, U23 Việt Nam đang duy trì được nhịp chơi khá tốt trong khi U23 Timor-Leste có phần nóng vội và liên tục phạm lỗi. Đội bàn đã phải nhận 2 thẻ vàng. 55 bộ trung thành có cơ hội rất tốt để ghi bàn nhưng số 17 đã dứt điểm đi chệch cột dọc. 58 bộ U23 Việt Nam có sự thay đổi người bất đắc dĩ. Anh Việt chấn thương không thể tiếp tục thi đấu và rời sân nhường chỗ cho Khắc Lương. 63 bộ Paulo Galli có pha bứt tốc và dứt điểm khá hay nhưng chưa thể đánh bại được thủ môn Tuấn Hưng. 67 bộ Nguyên Hoàng tung ra cú đá nhưng không gây được khó khăn cho thủ môn của Timor-Leste. 72 bộ thể lực của U23 Việt Nam đã bắt đầu suy giảm. Tiến Đạt đang bị chấn thương nhưng vẫn nén đau thi đấu. 76 bộ theo thống kê từ BTC, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Timor-Leste đã đón hơn 1.500 khán giả đến sân. 86 bộ cơ hội rõ ràng cho U23 Việt Nam nhưng Nguyên Hoàng đã đánh đầu vọt xả ngang. Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. 90-3, cơ hội cuối cùng trong 90 phút chính thức thuộc về Nguyên Hoàng nhưng số 9 đã không thắng được thủ môn của Timor-Leste. Trận đấu sẽ bước sang 2 hiệp phụ. Hiệp phụ đầu tiên bắt đầu. 95 bộ thủ môn Tuấn Hưng đã xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Galli. Tỷ số vẫn là 0-0. 99 bộ trung thành chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Thủ môn dự bị Liêm Điều buộc phải vào sân đá như một tiền đạo. Hiệp phụ đầu tiên kết thúc. Vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Hiệp phụ thứ hai bắt đầu. 106, trong 2 phút đầu hiệp phụ thứ hai, U23 Việt Nam đang chủ động dồn ép Timor-Leste. 115, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã kiệt sức. Tuy nhiên, đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn nỗ lực tấn công để tìm bàn thắng trong những phút cuối hiệp phụ thứ hai. Kết thúc đá, sút luân lưu U23 Việt Nam thắng 5-3 đồng Timor-Leste. Bán kết giải U23 Đông Nam Á giữa U23 Việt Nam và U23 Timor-Leste. Trong số 4 cầu thủ vừa sang Campuchia, có 2 người đá chính là Anh Việt và Nguyên Hoàng. Trận đấu bắt đầu, Timor-Leste là đội giao bóng trước. 4 bộ U23 Việt Nam đang chơi tương đối tự tin. Các cầu thủ sẵn sàng áp sát khi mất bóng. 10 bộ cú đá đầu tiên trong trận thuộc về U23 Việt Nam. Đình Hai là người xoay sở và sút bóng nhưng không gây ra được khó khăn cho thủ môn Juninho Pereira. 13 bộ bảo toàn có tình huống dứt điểm từ quả phạt góc của đồng đội, bóng đi chệch khung thành của Timor-Leste. 17 bộ tốc độ trận đấu đang ở mức chậm. Đây chính là điều mà U23 Việt Nam đang hướng tới. 23 bộ U23 Việt Nam đang thi đấu bình tĩnh để tiếp cận khung thành đối thủ trong khi Timor-Leste chơi khá rối và các hậu vệ thường xử lý lóng ngóng. 30 bộ Paulo Galli tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng các hậu vệ U23 Việt Nam đã can thiệp tốt. 35 bộ pha phối hợp tốt của U23 Việt Nam mở ra cơ hội cho Đình Hai nhưng số 10 đá dứt điểm hơi nhẹ.
38 bộ bảo toàn đá phạt đưa bóng đến thẳng vị trí của thủ môn bên phía U23 Timor Leste. 45 bộ liên tiếp những cú dứt điểm được U23 Việt Nam đưa ra nhưng đã không thể có bàn thắng. Một phút là thời gian bù giờ của hiệp 1. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Hiệp 2 bắt đầu. 50 bộ trong những phút đầu hiệp 2, U23 Việt Nam đang duy trì được nhịp chơi khá tốt trong khi U23 Timor Leste có phần nóng vội và liên tục phạm lỗi. Đội bàn đã phải nhận hai thẻ vàng. 55 bộ trung thành có cơ hội rất tốt để ghi bàn nhưng số 17 đã dứt điểm đi chệch cột dọc. 58 bộ U23 Việt Nam có sự thay đổi người bất đắc dĩ. Anh Việt chấn thương không thể tiếp tục thi đấu và rời sân nhường chỗ cho Khắc Lương. 63 bộ Paulo Galli có pha bứt tốc và dứt điểm khá hay nhưng chưa thể đánh bại được thủ môn Tuấn Hưng. 67 bộ Nguyên Hoàng tung ra cú đá nhưng không gây được khó khăn cho thủ môn của Timor Leste. 72 bộ thể lực của U23 Việt Nam đã bắt đầu suy giảm. Tiến Đạt đang bị chấn thương nhưng vẫn nén đau thi đấu. 76 bộ theo thống kê từ BTC, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Timor Leste đã đón hơn 1.500 khán giả đến sân. 86 bộ cơ hội rõ ràng cho U23 Việt Nam nhưng Nguyên Hoàng đã đánh đầu vọt xà ngang. Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. 90-3, cơ hội cuối cùng trong 90 phút chính thức thuộc về Nguyên Hoàng nhưng số 9 đã không thắng được thủ môn của Timor Leste. Trận đấu sẽ bước sang hai hiệp phụ. Hiệp phụ đầu tiên bắt đầu. 95 bộ thủ môn Tuấn Hưng đã xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Gali. Tỷ số vẫn là 0-0. 99 bộ trung thành chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Thủ môn dự bị Liêm Điều buộc phải vào sân đá như một tiền đạo. Hiệp phụ đầu tiên kết thúc. Vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Hiệp phụ thứ hai bắt đầu. 106, trong 2 phút đầu hiệp phụ thứ hai, U23 Việt Nam đang chủ động dồn ép Timor Leste. 115, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã kiệt sức. Tuy nhiên, đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn nỗ lực tấn công để tìm bàn thắng trong những phút cuối hiệp phụ thứ hai. Kết thúc đá, sút luân lưu U23 Việt Nam thắng 5-3 đồng Timor Leste.